xin chia sẻ với quý vị và các bạn cây hoa cherry ở trong vườn của mình. Cherry này là cái loại cherry của Mỹ đó quý vị. Nó bông màu trắng. Cherry này nó nở cũng được khoảng 2 tuần rồi đó quý vị. Nó sắp bắt đầu kết trái rồi. Năm nay khí hậu ở trên miền Bắc Mỹ của chúng tôi nó hơi thất thường đó quý vị. Ra hoa trễ hết. Hoa nó ra nhiều, quý vị, ong bướm nó rất là thích. Đây là toàn mấy chú ong không quý vị. Cái hoa cherry này nó rất là ngọt nên là ong nó rất thích. Cherry nhà tôi thì nó chua. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà thích ăn chua thì nó rất là đã luôn. Nó chua nhưng mà không chua như là tầm luộc đó quý vị. Cái này hả, tới khi mà nó có trái rồi làm một tô muối ớt quý vị, leo lên cái cây này ngồi vừa hái vừa ăn, ăn mà không ê răng là không lấy tiền nữa quý vị. Cherry này chúng tôi cũng hay làm mứt hay là làm cái loại mà xay ra xong rồi mình để tủ đông lạnh đá đó quý vị, rồi mình pha nước mình uống ngon lắm, làm kiểu giống như nước siro quý vị. Cái mùa hè mà nó nắng nóng á, cái mình bỏ cái cherry đông đá này vô mình quấy ra làm nước sinh tố uống rất ngon luôn. Nếu mà hôm nào mà có trái cây khác giống như xoài nè, bỏ vô là ăn là uống là mê luôn á quý vị. Tại vì mình uống cái vị ngọt á, nó ngán. Pha thêm cái vị chua chua với lại cherry này nó có mùi thơm á quý vị. Nó rất là đã. Quý vị thấy cái chùm hoa nó đã không? Trời nó mới nắng lên đó quý vị. Mà quý vị thấy hoa ly nè, hoa ly của mình nó lên nè quý vị ơi. Đó, quý vị thấy đã không? Cái này là hoa ly đó. Ly này của mình là màu hồng, màu đỏ, có cả màu cam nữa quý vị. Còn phía sau này nó là hoa iris. Xanh trắng là nó có mùi thơm đó quý vị. Quý vị thấy không, mới có nắng lên vài bữa lên thấy đã không? Nhưng mình thích nhất là cái đám hoa ly nha quý vị. Đám này của mình là ly màu đỏ nè. Bây giờ nó còn lá thì nhìn cái nào nó cũng giống nhau hết trơn à. Nhưng mà mình trồng á, mình quen á, nên mình nhìn mình biết là nó là màu gì. Đây, quý vị xem cái bụi mai Mỹ của nhà mình năm nay nó lên
lá rất là tươi tốt, nhưng mà năm nay do thời tiết nó hơi thất thường đó quý vị, nó nóng lạnh khác nhau á, nên là cái bụi mai Mỹ của mình nó không ra hoa luôn quý vị ơi. Nó chuyển qua từ không có gì cho giờ nó mọc thành nguyên một cái bụi lá. Cái này nó cao lắm đó quý vị, nó cao hơn mình luôn á. Bây giờ nó hết hoa rồi quý vị ơi, chỉ có lá thôi. Và đây, đây là cái bụi hoa Creeping Phlox đó quý vị. Đầu mùa xuân cái loại này nó lên rất là tốt. Ở đây mình có 3 màu, màu trắng, màu hồng và màu đỏ tím. Cái khúc này năm nào nó cũng lên quý vị. Mà cái loại này thì nó tuy là hoa của xứ lạnh nhưng mà tới mùa đông đó quý vị, là mình phải mua cái gỗ, cái bụi gỗ người ta gọi là mô chú quý vị, mình phải phủ cho nó. Mình có một cái khúc nữa quý vị biết sao không, mình mùa đông đó mình không chịu mua cái đó phủ cho nó, cái nó bị chết quý vị. Còn cái khúc này là có phủ nên là nó lên tốt. Cái này nó lên đầu mùa xuân quý vị ơi. Quý vị thấy nó đẹp không? Cái này mà nếu quý vị có nguyên một cái khu vườn lớn mà mình trồng toàn cái này không á thì nhìn cũng đẹp ha quý vị ha. Nhưng mà là nó chỉ có vào đầu mùa xuân thôi, nó nở được chừng khoảng 3-4 tuần thì nó héo, sau đó thì nó chỉ có cái lá. Thành ra ở đây mình phải trồng nhiều cái loại khác nhau nữa để mình liên tục mình có hoa quanh năm. Ở đây mình cũng có một bụi nữa nè quý vị, nhưng mà cái này mình có màu trắng là nhiều, tại mình mới gây nó ra đó. Cái bên này mình cũng thêm một cái bụi nó màu hồng nữa quý vị, cái này mình mới gây à, nó mới ra nên nó còn yếu quý vị, nó không có đẹp như bên kia. Ở đây cũng khoe với quý vị, đây mình có một cũng có loại sen đá nè quý vị. Sen đá này nó là nó gọi là hay nên chích các quý vị, gà mẹ gà con đó. Cái loại này nó chịu lạnh được và nó mình thử đó quý vị, mình trồng nó, mình để nó ngoài đường luôn, ngoài sân luôn, mình trồng nó dưới đất luôn quý vị ơi. Cái mùa đông thì mình lấy mấy cái bụi ngỗ mình phủ cho nó để cái giờ nó lên lại nè quý vị. Đó, quý vị xem nó lạnh quá đó, với lại chỗ này là có nắng đó, thành ra quý vị thấy cái lá nó ra màu đỏ luôn. Gì nó cũng đẹp lắm quý vị ha. Nó lạnh nó nên nó cúp lại. Mà nếu mà khi nào mà nó có nắng nhiều thì nó sẽ xòe ra quý vị. Cái này là cây gà mẹ ăn gà con đó quý vị ơi. Cây nên chích á. Gì nó cũng đẹp lắm quý vị ha. Cái loại này là cái loại mà mình thử để mình trồng luôn ở ngoài trời luôn. Không có trồng, không có đem vô đem ba trong nhà nữa. Thì cái loại này nó sống quý vị. À, mình có một vạt ở đây luôn nè. Và đây nữa được quý vị. Đây mình cũng có một loại này, nó cũng là cây mọng nước đó quý vị, cây scallion đó. Quý vị thấy nó lạnh á, nó lạnh cái nên nó lên cái màu đỏ rất là đẹp luôn. Cái đám này mình cũng trồng ở ngoài trời. Giống như cái hoa hồng đó quý vị ha, cũng đẹp. Cái loại này nó mọc bằng rễ quý vị, thành ra là cứ mùa đông á thì mình phủ cho nó, mình mua mấy cái gỗ đó phủ cho nó, xong rồi cái tới mùa xuân á cái mình lấy ra cái nó lên đó quý vị ơi. Năm nào nó cũng lên, cái hoa nó cũng đẹp ha. Nó là một loại cây mọng nước, cái này nó đẻ bằng rễ quý vị, dễ trồng lắm. Nhưng mà tới mùa đông nếu mà quý vị có đó, quý vị nhớ phủ cho nó, nó không nó lạnh có nó chết. Đầu mùa xuân đó quý vị, thành ra vườn nhà mình nó còn ít lắm, thì quay một tí giới thiệu quý vị mấy cái hoa trong vườn nhà.
Hy vọng rằng quý vị có một vài phút thư giãn, ngắm hoa. Thì khi nào mà vườn mình mở có nhiều hoa hơn thì mình sẽ quay, rồi mình chia sẻ với quý vị cái cách mình chăm sóc vườn hoa đó, để quý vị cũng sẽ có những cái vườn hoa đẹp để giải trí. Thôi ha, cái mình ngừng cái video này ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ nha. Hôm nay giữa trưa đó, mình nghỉ trưa mình cũng đi ra vườn thôi. Mình làm việc ở nhà quý vị. Rồi, xin chào quý vị ha. Hẹn quý vị, gặp quý vị ở cái clip sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào.